Hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bạn trả lời phỏng vấn với Cục Nhập cư tại Nhật Bản. Thì hiện tại Cục Nhập cư tại Nhật Bản đã đổi tên thành là Cục Quản lý Lưu trú xuất nhập cảnh Nhật Bản ha. Thì hôm nay sẽ có 4 điểm lưu ý. Thì mấy bạn lưu ý giúp chị là chị có thêm cái phần ghi chú, thêm cái phần mô tả các bạn, nếu mà các bạn không nghe kịp á. Một là các bạn xem lại cái phần mô tả ha. Hai là mấy bạn sau khi kết thúc chị sẽ up lên cái fanpage của công ty, mấy bạn vào xem lại giúp chị nha. Thì điểm lưu ý đầu tiên á là tất cả các giấy tờ đều là do học sinh và người bảo trợ tài chính tự ký tên hết và tự làm hết ha. Thì công ty chỉ hướng dẫn các bạn là chuẩn bị hồ sơ giấy tờ gồm những gì. Thì giấy tờ là giống như nếu mà cục có hỏi mấy bạn là giấy tờ công ty hướng dẫn các bạn những giấy tờ gì, thì em có thể trả lời là chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy khai sinh là trích lục giấy khai sinh ha, rồi giấy xác nhận công việc và giấy xác nhận thu nhập, sổ ngân hàng mấy bạn mở như thế nào, theo đúng cái quy định của bên Nhật. Thì đó là những cái bước mà công ty hướng dẫn các bạn khi mà làm hồ sơ. Ngoài ra thì mấy bạn mà có thắc mắc về những cái giấy tờ nào mà không biết, mấy bạn lo lắng là giấy tờ này là do công ty làm hay là mấy bạn tự làm, thì mấy bạn chụp hình cái tờ giấy đó lại inbox cho chị ha, hoặc là inbox vào fanpage của công ty thì sẽ có nhân viên hoặc là chị sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn. Cái mục thứ hai mấy bạn cần lưu ý là nếu mà mình có người thân họ hàng đang sinh sống và làm việc học tập tại Nhật á, thì trong hồ sơ của mấy bạn, nếu mà những cái bạn mà đi trước á, đang du học tại Nhật á, mà có khai liên quan đến bố mẹ ông bà nội ngoại của bạn thì bắt buộc là mình phải khai vào hồ sơ. Khi vào khai vào hồ sơ thì bạn phải ghi chú lại giúp chị là thông tin của các bạn mà đang sống ở Nhật, thì là họ tên đầy đủ nè, số điện thoại, nơi ở và bạn đó ở Nhật với tư cách là gì. Ví dụ như bạn đó ở Nhật là đang đi du học thì học trường gì, rồi bạn đó nhập học vào kỳ nào, thì mấy bạn phải ghi chú ra giúp chị ha. Rồi sau khi mà mình tổng hợp lại những cái thông tin mà mình cần phải ghi chú thì mấy bạn ghi vào tờ giấy A4 giúp chị ha. Những cái thông tin là mình ghi là, thí dụ cái mục thứ nhất là mấy bạn ghi là học sinh, thì học sinh gồm những gì, ví dụ là tên nè, ngày tháng năm sinh của mấy bạn học trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 học trường gì, mấy bạn học tiếng Nhật ở đâu, trung tâm nào, học thời gian nào, thế giới nào. Đó là những cái điểm lưu ý ha. Rồi trong cái phần mà mấy bạn soạn cho chị cái bản trả lời phỏng vấn các cục á, thì phải ghi đầy đủ là học sinh nè, người bảo trợ tài chính nè, thông tin của người bảo trợ tài chính, thông tin của phần ngân hàng đó, rồi cái trường mà bạn sẽ nhập học là trường tên gì, rồi số điện thoại. Mấy bạn nhập học ví dụ hiện tại là kỳ tháng 10 thì mấy bạn sẽ học là 1 năm 6 tháng ha. Học phí của trường, ví dụ năm đầu tiên mấy bạn học phí là như thế nào, năm thứ hai học phí là bao nhiêu, thì mấy bạn ghi chú ra hết. Nếu mà cục có gọi thì mấy bạn dựa vào những cái thông tin mà mấy bạn đã soạn sẵn, mấy bạn trả lời thì sẽ ok nhất. Rồi nếu mà mấy bạn không biết mà cách mà soạn như thế nào để đầy đủ và chính xác nhất, dễ hình dung nhất, thì mấy bạn có thể inbox hoặc là comment ở dưới cái mà chị đang livestream này, để có gì chị sẽ trả lời cho mấy bạn ha. Rồi nhớ kỹ giùm chị là sau khi mình soạn xong á, thì đừng có học thuộc lòng, tại vì nhiều khi người bảo trợ tài chính và cả học sinh luôn, nhiều khi nhiều thông tin quá mấy bạn sẽ không có nhớ hết được, và khi mà cục gọi điện thoại cho mấy bạn á, thì khi mà cục gọi điện thoại cho mấy bạn thì có thể là lúc đó mình run quá, mình không có nghe rõ câu hỏi nè, là chị đã không nói rồi, ví dụ nghe rõ câu hỏi đang hỏi hỏi thì mình có thể hỏi lại, và nhiều khi run quá mình không có nhớ là chết rồi không biết câu đó nó nằm ở chỗ nào, thì từ từ mình cứ bình tĩnh ha. Sau khi mình tìm được cái chỗ mà mình
đã ghi chú rồi thì mình đọc đúng ở trong tờ giấy là ok. Nhưng mà lưu ý giúp chị là khi mà ghi lại thì ghi đúng chính xác thông tin nha, đừng ghi sai. Tại vì mình dựa vào tờ giấy mà mình trả lời, khi mà các bạn ghi sai thông tin trong tờ giấy thì tất nhiên là các bạn sẽ trả lời bị sai rồi. Sai thì sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ. Thì khi mà cục gọi điện thoại cho mấy bạn, đó là cho cơ hội cho mấy bạn rồi, nên mấy bạn cố gắng nắm lấy cơ hội đó. Tại vì khi mà cục gọi điện thoại mấy bạn là đang thắc mắc về hồ sơ mấy bạn, những cái thông tin đó cục nó đang thắc mắc thì tất nhiên là cục sẽ hỏi. Khi mà mình đáp ứng được ở những câu hỏi đó, cục đã hiểu rồi, ok, thì hồ sơ mấy bạn sẽ an toàn và có kết quả tốt. Còn nếu mà các bạn không trả lời đúng thì tất nhiên là cái hồ sơ mình sẽ bị ảnh hưởng và ra kết quả không như mong muốn ha. Thì người bảo trợ tài chính của bạn á, thì sau khi mà mình đã soạn xong rồi thì nhớ lưu ý giúp chị là ví dụ như những cái thông tin trong đó cần lưu ý gì thì em và người bảo trợ tài chính phải trao đổi thông tin lẫn nhau, chứ đừng có để em gửi tờ giấy đó xong rồi nói ba mẹ coi giùm con đi rồi có gì dựa vào đó trả lời là không được. Bắt buộc mấy bạn phải chỉ thông tin là thứ nhất là cái mục đó là phần học sinh nè, là phần liên quan đến thông tin của con, nếu mà nghe đến thông tin con thì dựa vào đây trả lời. Đó là những cái mục riêng như vậy để mấy người bảo trợ tài chính và cả học sinh dễ quan sát và dễ trả lời nhất, dễ nắm thông tin nhất ha. Rồi cái điểm lưu ý thứ tư là số điện thoại của cục nhập cư. Thì bạn nào thí dụ như là ở Fukuoka, Tokyo, Osaka, bạn nào mà chưa biết số điện thoại của cục nhập cư thì mấy bạn có thể comment ở dưới hoặc là inbox cho chị sẽ cung cấp số điện thoại của cục nhập cư cho mấy bạn ha. Rồi khi mà lưu số điện thoại thì nhớ lưu hai số giúp chị là số điện thoại của trường và số điện thoại của cục. Khi mà mấy bạn lưu số thì nhớ giùm chị nha, thí dụ như 0123456 thì mấy bạn đừng có lưu là 0123456, như vậy là sẽ sai. Khi mà ví dụ như trường hoặc cục gọi thì tất nhiên là nó sẽ ra số giống như không phải là cái số mình đã lưu, tại vì mình không lưu đúng. Mã vùng của Nhật là +81, nên là khi mấy bạn lưu thì mấy bạn lưu giúp chị là +81 số 123456, ví dụ là như vậy ha. Nên là khi mà lưu thì bỏ số 0 đi, nhấn +81. Nếu mà mấy bạn không biết cách nhấn, không biết cái số cộng nó nằm ở đâu thì bạn nhìn vào số 0 giúp chị, nhấn giữ nguyên số 0 thì nó sẽ ra dấu cộng. Rồi mấy bạn nhấn tiếp là 81 ha. Rồi số điện thoại của trường và số điện thoại của cục. Rồi khi mà lưu á thì cục mà gọi điện thoại cho mấy bạn á thì nó sẽ hiện lên, nếu mà gọi điện thoại bàn nha, nó sẽ hiện lên cái số mà mình đã lưu ha. Còn nếu như mà ví dụ giấu số hoặc là gọi bằng thẻ thì tất nhiên nó sẽ có thể là nó không có hiện lên cái số mình đã lưu. Thì bắt buộc mấy bạn lưu ý giúp chị là nó không có nằm trong danh bạ của mình á, thì bắt buộc là phải hỏi gọi từ đâu trước. Gọi từ đâu đến thì mình sẽ xác nhận là trường hay cục hay là một người lạ nào đó. Thì tất nhiên nếu mà người lạ mình không cung cấp thông tin rồi hoặc là lộn số thì xác định đầu tiên là cục hay trường gọi điện thoại cho mình. Nếu cục gọi điện thoại mà nó nằm trong cái danh bạ mình đã lưu là cục nhập cư thì tất nhiên lúc đó mình đã thấy cục nhập cư rồi, mình sẽ đi tìm cái chỗ nào mà yên tĩnh nhất, sống tốt nhất để mình nghe ha. Còn nếu mà ví dụ như là không có lưu trong danh bạ mà nghe đến ví dụ cục gọi đi thì lúc đó mình sẽ ví dụ đang cho ồn, mình đang đi đường thì mình nói là em đang đi đường khoảng tầm bao nhiêu thời gian đó gọi lại. Ví dụ như mấy bạn về nhà mà tầm khoảng 1 tiếng đi, nhưng mà lưu ý giúp chị là đừng có hẹn 1 tiếng, ví dụ như hẹn là khoảng 2 tiếng nữa gọi lại, để ví dụ như đi đường mà có kẹt xe hoặc là mấy bạn mà có vấn đề gì đó trong lúc đi đường mà không về kịp thì cái thời gian mình trừ hao đó vẫn nằm trong an toàn, để khi mà cục gọi thì mình đã sẵn sàng tâm lý mình trả lời. Tại vì hẹn thì chỉ hẹn được 1 lần thôi ha, tuyệt đối là mấy bạn không có hẹn đi hẹn lại. Ví dụ cục gọi cho mấy bạn rồi mấy bạn dạ 1 tiếng nữa gọi lại, sau đó cục 1 tiếng sau cục gọi lại mấy bạn nói dạ giờ em cũng chưa có thể nghe máy được thì tầm khoảng 2 tiếng nữa gọi lại, thì như vậy là sẽ không tốt, ảnh hưởng hồ sơ của mình ha. Người xét người ta cũng không có thiện cảm với đối với hồ sơ của mình. Nên là mấy bạn lưu ý giúp chị là khi mà gọi điện thoại thì nhớ là bắt máy, không được cúp máy, không được từ chối cuộc gọi hoặc là để máy hết pin nha. Tình trạng đó là không được xảy ra trong cái thời gian xét hồ sơ. Thì thời gian xét hồ sơ kỳ tháng 10 là bắt đầu từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 sẽ có kết quả, tùy theo cái khu vực mấy bạn đi. Nên chính vì thế là lưu ý giúp chị là trong thời gian này mấy bạn phải chú ý điện thoại, tại vì cục hiện nay á không còn xét theo cái mà giờ hành chính nữa đâu. Có nghĩa là do số lượng học sinh quá nhiều và mấy bạn cũng biết là hiện tại là cục nhập cư xét hồ sơ của người Việt Nam mình cũng gọi là nghiêm, hơi gọi là gắt gao á. Nên là từ thứ 7 mấy bạn chú ý
điện thoại giùm chị từ thứ hai đến thứ bảy ha. Chủ nhật thì bên cục sẽ không gọi, còn trong giờ hành chính có thể nhiều bạn á sẽ bị gọi vào lúc khoảng 7 giờ hoặc là 6 giờ Việt Nam mình, là chú ý giúp chị điện thoại để lúc nào cũng để chế độ chuông thật là rõ, nghe thật là to nha, chứ đừng có để chế độ im lặng khi mà cục gọi mấy bạn, không có nghe được cái cuộc gọi mấy bạn, không bắt máy lên thì cũng không được ha. Thì đó là những điểm lưu ý mà mấy bạn phải chú ý trong thời gian mà cục gọi phỏng vấn. Còn khi mà trả lời, mấy bạn trả lời ví dụ như người ta hỏi là thời gian em học tiếng Nhật, thì mấy bạn cứ trả lời dứt khoát là học ở trung tâm nào, thời gian nào đến thời gian nào. Thì đúng câu hỏi mấy bạn trả lời, ví dụ như là em học tiếng Nhật từ mấy giờ đến mấy giờ, thì chỉ cần trả lời ví dụ từ 9 giờ đến 12 giờ hoặc là từ 1 giờ đến 4 giờ, không cần phải họ nói là em học ở trung tâm đó thời gian nào, không cần. Người ta hỏi gì mình cứ trả lời dứt khoát là được ha, không cần phải trả lời dài dòng, nhớ nha. Rồi nếu mà không nghe rõ câu hỏi thì phải nhớ là cho em nghe lại câu hỏi hoặc là lặp lại giúp em được không, chứ tự đừng có tự ý đoán câu hỏi rồi trả lời là tuyệt đối là không được cái đó nha. Tại vì có nhiều bạn á, tình trạng bây giờ là có nhiều bạn là cứ nghe, ví dụ như nghe đến là học tiếng Nhật, cứ nghe láng thoáng học tiếng Nhật, cứ trả lời nguyên một đoạn như vậy, nhưng mà người ta chỉ cần xác nhận là cái thời gian học tiếng của mình thôi, mình trả lời đúng là ok, chứ không cần phải nghe cái gì mà nghe tiếng chữ được chữ mất, xong mà nghe tới phần tiếng Nhật là cứ nghĩ là học thời gian học tiếng Nhật. Nhiều khi không phải, người ta đang hỏi là trường học tiếng Nhật của bạn tên là gì, nhưng mà tụi em cứ nghe không rõ, tụi em cứ tự đoán câu hỏi rồi tự trả lời chắc chắn là sẽ ảnh hưởng hồ sơ. Nên tốt nhất khi nghe điện thoại, thứ nhất là chỗ phải yên, thật là yên tĩnh. Cái thứ hai nữa, tụi em kiểm tra sóng tụi em có tốt hay không. Nhiều khi chập chờn lúc mà cục gọi điện thoại, ví dụ mất sóng thì cục phải gọi lại, xong rồi đang hỏi thì mất sóng nữa thì cục phải gọi lại liên tục, như vậy thì người ta cũng hơi khó chịu ha. Rồi những cái vấn đề liên quan đến ví dụ như là ba mấy bạn, người bảo trợ tài chính của mấy bạn làm nông đi, chị nói ví dụ làm nông, thì ví dụ như người ta hỏi là diện tích mà bố mẹ bạn trồng là diện tích bao nhiêu, thì để chính xác nhất thông tin ha, thì mấy bạn nên là để này em xác nhận lại với lại người bảo trợ tài chính. Có nghĩa là những thông tin mà học sinh và người bảo trợ tài chính không phải là thông tin của nhau thì nên là nói là để em xác nhận lại với người còn lại, chứ mấy bạn đừng có tự ý trả lời đoán sai. Ví dụ như bây giờ người ta hỏi là diện tích đất mấy bạn trồng là bao nhiêu, mấy bạn tự nói là ví dụ 10.000 hecta, nhưng mà người bảo trợ chính chỉ nói là 9.000 hecta thôi, thì tất nhiên là thông tin nó không có khớp với nhau, thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng hồ sơ. Nên là chính vì thế là ví dụ như hỏi về thông tin của người bảo trợ tài chính mà ví dụ thu nhập hay là những cái thông tin mà mình đã cung cấp với cục á, thì chắc chắn là tụi em sẽ biết. Còn những cái ngoài ra thì tùy theo thực tế, tình hình thực tế mà mấy bạn trả lời ha. Thì đó là những cái điểm lưu ý. Còn khi mà soạn ra, giống như là soạn ra là cái phần là người bảo trợ tài chính một người học sinh, rồi một người bảo trợ tài chính phần ngân hàng, thì những cái đó clip sau chị sẽ hướng dẫn cho mấy bạn nha. Tại vì bây giờ hiện tại á, là chị chỉ nói sơ về cái những cái điểm lưu ý thôi. Còn một sau từng cái clip sau á, thì chị sẽ ít cho mấy bạn, chia sẻ cho mấy bạn là ghi những thông tin nào của người học sinh nè, ghi những thông tin nào của người bảo trợ tài chính, rồi thông tin của trường, thông tin của ngân hàng, mình ghi như thế nào để đầy đủ nhất, nó trùng khớp với hồ sơ mình đã khai, để đảm bảo hồ sơ của mình an toàn. Thì cái những cái mục đó thì chị sẽ chia sẻ cho mấy bạn những cái clip sau nha. Thì khi mà chị chia sẻ cái clip sau á, thì chị sẽ thông báo cho mấy bạn, rồi có gì mấy bạn vào, mấy bạn cứ comment hoặc là inbox cho chị sẽ hướng dẫn cho mấy bạn nha. Còn hiện tại bây giờ là những cái điểm lưu ý chị có mô tả trong cái phần nội dung cái clip này á, thì mấy bạn có thể xem. Nếu mà mấy bạn không hiểu hoặc là mấy bạn còn thắc mắc gì á, thì mấy bạn có thể inbox hoặc là comment dưới cái livestream này ha. Rồi bây giờ chị sẽ kết thúc cái livestream này nha. Rồi mấy bạn có thể là liên hệ trực tiếp số điện thoại của công ty cũng được. Thì trên cái fanpage nó có số điện thoại á, mấy bạn có thể gọi điện thoại tới điện thoại bàn tới công ty mình cũng được ha. Không sao hết. Rồi bây giờ hiện tại thì mình chia sẻ như vậy thôi. Còn những clip sau mình sẽ chia sẻ nội dung chính xác và cái cụ thể hơn những cái clip sau nha. Bây giờ mình sẽ chào các bạn.